Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày tiếp về các bài tập lập trình với cái mảng một chiều. Đây là cái phần 1 của cái phần mảng một chiều này. Thì gồm có các bài tập số 6, số 7, số 8. Bài số 6 là đếm các phần tử thỏa mãn điều kiện, những cái điều kiện nào đó. Rồi tính toán các cái phần tử thỏa mãn đó, một cái tính toán một cái công việc gì đó. Và cái bài số 7 là tìm phần tử lớn nhất đấy, cùng với chỉ số của nó trong một cái mảng một chiều, và tìm phần tử lớn thứ nhì cùng với chỉ số của nó trong một cái mảng một chiều. Bài số 8 là tìm các phần tử mà bằng x đấy, cho x nhập từ bàn phím, tìm các phần tử bằng x và chỉ số của các phần tử bằng x đấy. Thế thì các cái bài tập về cụ thể là như thế này. Bài số 6 là như thế này. Lập trình một lập trình nhập một mảng A gồm n số nguyên A0, A n 1 từ bàn phím. Đấy. Thế sau đó tạo một menu cho phép lựa chọn một trong các chức năng sau, thực hiện xong chức năng đã chọn thì chương trình kết thúc. Tôi sẽ làm mẫu cái câu này. Trong cái chương trình của cái bài này thì giải đồng thời là một cái menu để giải cái bài 66 phần 2 này, câu 2 này. Rồi bài 67 câu 1, câu 3 và bài 68. Thì những cái bài nào mà câu nào mà đây cái in đỏ thì là tôi giải, và những cái bài những cái câu mà không không cho đậm bằng chữ đỏ thì là các bạn tự làm vì nó tương tự. Thế bây giờ tôi giải cái câu thứ nhất là có bao nhiêu số chẵn chia và chia hết cho 3, tính trung bình của số đó. Đấy. Thì chúng ta sang một cái project, là cái project là cái bài 66 này. Ở đây là project 66. Đấy, tôi đặt tên là project 66. Thì ở đây chương trình chính làm nhiệm vụ như thế này. Mà khai một cái mảng A là có mắc phần tử. Mắc ở trên là define, là cho nó 100, một cái biến chọn và một cái n. Thế bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái hàm là nhập mảng. Nhập mảng mà mảng đó các cái số nguyên tên là A có n phần tử. Và chúng ta lúc nhập mảng chúng ta sẽ thông báo ra màn hình là đây nhập một cái mảng A. Thế in một cái mảng. Đấy. Sau đó in cái mảng đã nhập ra. Thế bây giờ lập một cái menu như thế này. Y là 1. Y là 1 nhá. Thì là lập vòng lặp về vô hạn. Thì phần 1 là cái bài số 6 câu 2 này. Sau bài số 7 câu 1 này. Điểm 3 là bài số 7 câu 3. Và thứ 4 là xong. Thì hãy chọn là cái bài nào trong 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 bốn cái bài mà hôm nay tôi sẽ trong ba cái bài mà hôm nay tôi sẽ trình bày. Đó. Thứ nhất nhá, là nếu mà chọn bằng 1 thì là bài số 6 câu 2. Chọn bằng 2 thì bài số 7 câu 1. Và chọn bằng 3 thì bài 67. 67 câu 3. Đấy, bài 67 câu 3. Thế. Thế đầu tiên là như thế này. Đầu tiên là chúng ta sẽ lập một cái hàm rất tổng quát để nhập một cái mảng số thực là số. Đấy. Chúng ta khai là con trỏ số đi, cái mảng là in và nó có n phần tử. Và chúng ta có một câu thuyết minh là đây là cái mảng gì, là khai là con trỏ kiểm tra. Thế đầu tiên chúng ta in cái thông báo đây là cái mảng gì, nhập cái mảng gì, thì đây là cell cái số S thì chúng ta vào số phần tử của mảng thì là cin n vào số.
sau phoi y bằng 0 đến nhỏ hơn n y công cộng là phần tử thứ y bằng cái nào, thì chúng ta suy in cái số, số thứ y của cái mảng số này. Thế sau đó in mảng, in mảng thì là ở đây là cũng cái hai mấy cái tham số vào, tức là cái mảng đó là cái con trỏ là số này. Đấy, cái mảng số này kiểu in. Đấy, thế ở đây là cái biến nguyên n là số phần tử của mảng, cả hai cái n này là tham chiếu, là tham chiếu dùng chung cùng nhớ mới là cái biến mà ở cái chương trình chính chúng ta gọi. Và s thì đây là cái thông báo. Đấy, chúng ta cũng in cái thông báo s thì ra, sau for y bằng 0 đến n in cái số thứ y ra. Đấy, sau cuối cùng chúng ta cũng dòng. Thế bây giờ cái bài của chúng ta như thế này. Bài của chúng ta là có bao nhiêu phần tử chẵn và chia hết cho 3 tính trung bình. Thì đếm số số chẵn và chia hết cho 3 tính trung bình. Thì chúng ta khai một cái biến đếm này, biến tổng này, biến y. Thì đầu tiên là đếm ra cho bằng 0. Đây chung các cái bài kiểu đếm, đếm cho bằng 0 và tổng cho bằng 0. Đấy, và tổng cho bằng 0. Thế sau chúng ta là for y bằng 0 đến nhỏ hơn n, nếu mà ai chia hết cho 2 và chia hết cho 3, tức là chẵn là chia hết cho 2 và lẻ và chia hết cho 3, thì là dùng ai phần trăm 3 bằng 0, thì đếm tăng lên 1 và tổng chúng ta tổng cộng với ai. Thế nếu đếm mà dương, nếu đếm dương tức là có đấy, còn nếu đếm bằng 0 chúng ta in là không có số chẵn và chia hết cho 3. Thế thế nếu mà có thì chúng ta in là số số chẵn và chia hết cho 3 là in là đếm, và in cái tổng này ra, in trung bình. Trung bình ở đây thì bằng tổng chia cho đếm. Đấy, ở đây tại sao chúng ta lại phải double? Vì nếu ở tổng ở đây là nguyên thì đếm đây là nguyên, nếu chúng ta không dùng thì nó chia lấy phần nguyên thì nó không được, không được cái trung bình của chúng ta. Cho nên đây ta phải ép kiểu các số nguyên lên double chúng ta chia mới được. Đấy, thì đấy là cái câu 2 của cái bài số 6. Thì tương tự làm như vậy, ta là đếm số lượng các số lẻ tổng và trung bình cộng các số lẻ. Đấy, số lượng các số lẻ thì chúng ta chỉ thay cái lệnh này, tức là nếu mà ai chia cho 2 mà không bằng 0 thì là số lẻ thôi, thì bỏ cái này đi thì nó đơn giản hơn cái này. Đấy, thế bây giờ đến cái câu này, có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện lớn hơn trừ 10 và nhỏ hơn 10. Đấy, thì chúng ta thêm điều kiện là ai ai là lớn hơn là trừ 10 và ai nhỏ hơn hoặc bằng 10. Thay vào cái chỗ điều kiện này, lệnh if này, thì chúng ta đếm được. Thế và có bao nhiêu số lớn hơn bằng x, số x nhập từ bàn phím. Thế chúng ta nhập cái số x từ bàn phím và chúng ta đếm là những cái phần tử mà ai lớn hơn bằng x, cái chỗ if này chúng ta ai lớn hơn bằng x thì là được. Thế như vậy là cái bài câu 1, câu 3 và câu 4 thì chúng ta làm tương tự. Thế bây giờ ta sang là tìm cái giá trị lớn nhất của mảng và chỉ số các phần tử đạt giá trị lớn nhất. Bây giờ chúng ta hãy dịch cái chương trình này đã và chạy cái câu vừa rồi. À, như vậy dịch được. Bây giờ đi chạy cái câu vừa rồi xem là cái chương trình nó hoạt động như thế nào, và sau chúng ta giải thích thêm. Thì nhập mảng nguyên A, ở đây, nó ở đâu nó ra cái này, tức là ở cái chỗ này. Đây, chúng ta gọi cái nhập mảng vừa rồi nhé, nhập mảng nguyên A nó in cái này ra, chúng ta cái sâu sao S chúng ta cho cái sâu này. Đấy. Thế thì bây giờ nhập mảng nguyên A này. Nhập số phần tử của mảng. Ví dụ 10 phần tử.
Đấy, 10, 10 phân tử này. À, 27, 7, 6, 13, 12, 27, 18, 55, 24, 55. Đấy. Enter thì nó in cái mảng nguyên A đã nhập. In mảng nguyên A đã nhập là nó chạy cái này, cái dòng lệnh 56 in mảng nguyên A đã nhập, in mảng nguyên A đã nhập. Đấy, thì chúng ta ở đây ta gọi là cái, ở đây ta khai cái mảng A đấy, và cái N ở đây thì nó sẽ truyền cái A N ở đây vào cho cái số và N ở đây, cái chỗ in này. Đấy, nó truyền vào cái tham số cho cái mảng bằng số về n ở đây. Đấy, thế như vậy là nó chạy ra được 2776 như này. Đấy, thì chúng ta đúng nhá, 27 này, 76, 13, 12, 27, 18, 55, 24, 55 là đúng, như vậy là hoàn toàn đúng. Và sau nó hiện ra một cái menu này, bài 66 câu này, bài 67 câu này, bài 67 câu 3 và xong. Đấy, thì bây giờ hãy chọn bài. Thì nó ở đâu nó ra cái, tức là nó ở cái này đây, nó chạy ra cái menu này, bài bài 66 này, xong cái chéo n nó sẽ xuống dòng bài 67, bài 67 cu 3 xong, xong hãy chọn bài. Thế bây giờ tôi chọn cái bài cái bài 66 câu 2. À, bài 66 câu 2 thì bây giờ tôi chọn cái chức năng là cái bài 66 câu 2 là ấn số 1. Đấy, ấn số 1. Đấy. Thì ở đây nó bảo là số số chẵn và chia hết cho 3 là 4. Là 4 thì có những số nào? Số 6 là 1 này. Số 12 này là 2 này, 18 là 3, 24 là 4, đúng không? Thì tổng các cái số là 60. Thế trung bình nó là 15. Đấy, trung 60 chia 4 bằng 15. Như vậy là đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta tiếp này. À, tiếp bây giờ bài 67 câu 1 là cái gì? Bài 67 câu 1 là lập trình nhập vào mảng A gồm n số nguyên này, thì chúng ta đã nhập rồi, đúng không? Thế về tìm giá trị lớn nhất của mảng và chỉ số các phần tử đạt giá trị lớn nhất. Đấy. Tìm giá trị lớn nhất của mảng và chỉ số đạt giá trị lớn nhất. Thì bây giờ đây chúng ta sang cái bài 66 câu 1 và vẫn cái mảng chúng ta gọi là AN. Đấy. Thì bây giờ câu 1 là như này, tìm giá trị lớn nhất và chỉ số. Đấy, chúng ta khai một cái viết mắc một cái chỉ số y, đầu tiên là mắc bằng A0. Mắc bằng A0. For y bằng 1 thì N y cộng cộng. Nếu AI lớn hơn mắc thì mắc bằng AI, thì như vậy qua cái này chúng ta chọn được cái giá trị mắc và chúng ta in ra giá trị mắc bằng mắc. Đấy. Sau chúng ta khi có giá trị mắc rồi chúng ta mới tìm chỉ số, chỉ số các phần tử đạt giá trị mắc. Thì chúng ta duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng, for y bằng 0 đến y nhỏ hơn n y cộng cộng. Nếu ai mà bằng mắc thì ta đi ra thôi, nó cách nó cuối chúng ta, cuối thì chúng ta mới xuống dòng. Đấy. Thì bây giờ chọn tiếp cái chức năng này thì nó chạy như thế nào. À, bây giờ sang đến câu 2 này. Đấy. Câu 2 thì nó chạy là chỉ số các phần tử đạt mắc là 55. Đúng rồi, trong cái dãy của chúng ta đây nhé, 55. Thế chỉ số mà đạt mắc là 79. Đấy. Phần tử này là 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 này, và có 55 này, 8 là đây, không phải, 9. Như vậy 55 ở cái phần tử là thứ 7 và thứ 9 kể từ 0. À, thế bây giờ ta sang cái bài 3 này. Bài 3, cái câu 3 này. Câu 3, câu 2 là tìm giá trị nhỏ nhất của mảng và chỉ số các phần tử đạt giá trị nhỏ nhất, thì chúng ta chỉ việc thay cái 67 câu 1 này là thay cái mắc này bây giờ bằng min. Thì đầu tiên min bằng A0 for y bằng 1 đến y nhỏ hơn n, nếu AI nhỏ hơn min thì min bằng AI, chỉ thay thế thôi. Còn cái đoạn dưới này
là như nhau. Sau khi nào mà ai bằng min thì ta in đi ra thôi. Thế như vậy là chúng ta đã hoàn toàn tương tự, chúng ta có cái câu 2 này. Thế câu 3 là tìm giá trị lớn thứ nhì của mảng. Đấy, và chỉ số các phần tử đạt giá trị lớn thứ nhì. Đấy. Và chỉ số các phần tử đạt giá trị lớn thứ nhì thì làm nào chúng ta có được cái này? Cái câu này chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên in ra chúng ta khai một cái biến mắc là lớn nhất, biến lớn thứ nhì sau y. Thế đầu tiên ta phải tìm mắc trước. Mắc đầu tiên ta cho một cái số mà nó nhỏ nhỏ hơn tất cả các cái số ở trong mảng, tức là cho đây là nếu các bạn có những số âm mà nó lớn hơn này thì ta chọn mắc là cái số âm mà nhỏ hơn tất cả các cái số ai là được. Thế đầu tiên là mắc bằng bằng trừ 999. Thế for i bằng 0 đây là nếu ai mà lớn hơn mắc. Nếu ai mà lớn hơn mắc thì mắc bằng ai thì chúng ta chọn cho mắc. Thế sau cái nhì ấy, chúng ta cũng chọn là một cái số nhỏ hơn tất cả các số thuộc ai. Thế sau for i bằng 0 đến nó nhỏ hơn n này. Nếu ai nhỏ hơn mắc và ai nhỏ hơn mắc và ai lớn hơn nhì. Lớn hơn nhì thì nhì bằng ai, thì nhì bằng ai thì ta sẽ chọn được giá trị lớn thứ nhì thôi, tức là nó phải nhỏ hơn mắc này. Nhưng mà ai lớn hơn nhì thì giá trị lớn thứ nhì là nhì, rồi sau các cái phần tử chỉ số các phần tử lớn thứ nhì là for i bằng 0 n ai bằng nhì thì chúng ta in y ra. Đấy, chúng ta in y ra. Đấy, thế như vậy là chúng ta sẽ chạy tiếp cái phần này. Đấy, chúng ta chạy tiếp phần này tức là chọn cái chức năng thứ ba này. Chức năng thứ ba. Câu 3, bài số 7 câu 3. Đấy, chọn cái chức năng thứ ba. Đấy, chọn chức năng thứ ba thì nó sẽ tính là giá trị lớn thứ nhì là 27. Đấy. Và chỉ số các phần tử lớn thứ nhì là 0 và 25. À, 0 và 5, đúng không? Là bây giờ ta dở lại cái mảng của chúng ta đây nhé. Lớn thứ nhất là 55, mới lớn thứ nhì đúng là 27, đúng không? Có vị trí thứ 0 này là 1, và vị trí thứ 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy 27 ở vị trí thứ 0 và vị trí thứ 5. Như vậy nó in đáp số của chúng ta là hoàn toàn đúng. Đấy, là hoàn toàn đúng. Đấy, thế như vậy là bây giờ tôi sẽ dừng lại cái màn hình kết quả của cái chương trình này để các bạn có thể lưu này. Cái này này, 1, 2, 3 giây. Cái này này, 1, 2, 3 giây. 1, 2, 3 giây. À, như vậy ở đây cái chương trình này là tôi lưu ý là có cái nhập một cái mảng nguyên này, viết như này là rất tổng quát một cái mảng, một cái mảng mà là tên của nó là một cái mảng số, mảng số ở đây là kiểu nguyên, mảng số kiểu nguyên và cái số phần tử của nó là n. Thì sau này ở sang bất kỳ cái bài nào chúng ta copy cái nhập mảng với in mảng số nguyên này vào nó đều chạy hết, nó không cần trùng những cái mảng cái số này, nó không cần trùng với cái mảng ở chương trình chính. Đấy, cái hay của cái hàm của chúng ta nó là như vậy. Ở đây chỉ cần là tên tổng quát là số, mảng số thôi. Thế bây giờ tôi sẽ dừng lại cái chương trình này, mỗi một màn hình 3 giây để các bạn có thể lưu được cái chương trình. Bây giờ cái hàm nhập mảng và in mảng này, 1, 2, 3 giây.
Thế cái bài số 6 câu 2 này. 1, 2, 3 giây. Và bài 6, 7 câu 1. 1, 2, 3 giây. Thế bài 6, 7 câu 3 này. 1, 2, 3 giây. Và chương trình chính này. 1, 2, 3 giây. Bây giờ dừng lại. Đấy, như vậy là bài bài này chúng ta giải cái bài số 6 và số 7. Số 6 câu 2 và số 7 câu 1 câu 3. Đấy, chúng ta giải ba cái câu như vậy. Còn cái bài số 8 là nhập bảng A cùng với N số nguyên. Sau đó khi nhập một số nguyên x từ bảng tím, tìm kiếm trong bảng A các phần tử có giá trị bằng x đấy, cùng với chỉ số của chúng. Thì ở đây chúng ta chỉ nhập một cái phần tử x từ bàn phím, sau đó dùng một vòng for từ 0 cho đến n trừ 1. Đấy. Thì nếu mà ai mà bằng x đấy. Nếu nếu ai mà bằng x kia thì ta in cái chỉ số của cái chỉ số y đó ra. Đấy. Còn nếu mà không có ấy, nếu mà chạy suốt qua là chúng ta dùng một cái biến là có tìm thấy hay không, đầu tiên là cho bằng không, nếu mà có tìm thấy thì là cái biến tìm thấy của nó bằng một, thì cuối cùng là nếu biến tìm thấy bằng một thì là nếu nếu biến tìm thấy bằng không thì chúng ta kết luận là không thấy. Nếu còn trong quá trình là nếu cho thấy ai bằng x rồi thì ta in ngay cái chỉ số đã tìm thấy được cái chỉ số nào rồi. Thì cái bài 68 này các bạn hãy tự làm đó. Cái bài 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 số 8 thì các bạn hãy tự làm. Thế như vậy là cái bài tôi trình bày đến đây là kết thúc. Đấy, các bạn hãy đăng ký kênh này để nhận được thông báo khi có video mới. Các bạn hãy like và share video này cho bạn bè và người quen có nhu cầu học về lập trình hướng đối tượng C cộng cộng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.